Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái phương cách, cái cách thức xin keo quẻ số của 32 vị bài. Thật sự là người ta chỉ dạy cái nghề, chia sẻ cái nghề chứ không có ai chia sẻ và chỉ dạy cái nghiệp cả. Nhưng cái xuất phát điểm ban đầu của mình mong muốn gửi đến quý vị như là một lời tâm sự, chia sẻ, đứng trước những cái vấn đề khó khăn, khó quyết định trong cuộc sống. Không biết là nên bước tiếp tục hay là nên dừng, không biết là nên thay đổi hay không. Từ gia đạo, tình duyên, công việc, thì mình xin chia sẻ quý vị cái phương thức xin keo quẻ số 32 vị bài như là một lời tham khảo, một lời góp ý, thỉnh ý bề trên, hướng về những cái ánh sáng hướng thượng nhiệm màu, cho chúng ta những cái lời góp ý chân tình và đưa ra những quyết định sáng suốt, sâu sắc và đúng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Thì mình xin chia sẻ với các bạn là cách thức xin quẻ keo 32 vị bài như sau. Cái trước tiên mà để cái quẻ keo linh ứng là chúng ta có cái uy đức và cái phước báu, cũng như là cái trí huệ của chúng ta. Mỗi một lá bài, mỗi một quẻ số nó sẽ có cái ý nghĩa khác nhau khi nó đặt vào vị trí đấy. Và nó cũng sẽ có cái ý nghĩa khác nhau khi nó kết hợp giữa các lá quẻ số với nhau. Thì mình xin chia sẻ với các bạn cái bước căn bản nhất của sinh keo, thắng bại, tiếp tục hay là không, tốt hay là xấu. Cái đầu tiên là quý vị phải nhất tâm thanh tịnh, an lạc, nhất tâm thanh tịnh, sạch sẽ, trong sạch. Cái câu thứ hai, trước khi mà quý vị đi vào sinh keo 32 vị bài thì quý vị niệm Phật, niệm câu Nam Mô Thích Ca Như Lai, Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị họ gì, củ quyền họ gì, cho con xin một quẻ số tốt hay xấu, thành hay bại, nên tiếp tục hay dừng. Nam Mô Tam Vị Thánh Tổ 32 vị bài, cho con xin một quẻ số tốt xấu, thành bại, nên tiếp tục hay không. Cho con hỏi cái việc gì đó, tình duyên, gia đạo, sự nghiệp, công việc. Rồi quý vị xào, nam thì xào 7 cái, nữ thì xào 9 cái. Xong quý vị sẽ chải ra, chải đều ra. Quý vị bắt, quý vị xin keo là 3 lần nhé. Quý vị bắt tay nào cũng được, lá nào cũng được. Quý vị chọn ra 32 lá, từ lá 7 cho đến lá ách. Bỏ ra lá 2 cho đến lá 6. Và mình xin giải cái ý nghĩa của quẻ keo như sau. Nếu như mà quý vị bắt lên lá đầu tiên là màu đỏ, lá thứ hai là màu đỏ, lá thứ ba cũng là màu đỏ, thì đây là một quẻ keo thành, tốt, nên. Do cái kiếp mà tầm lỡ dướng lời lưới tơ nên mình không có chia sẻ sâu về cái nghiệp, ý nghĩa của từng quẻ số đặt vào vị trí nào. Mình chỉ muốn lan tỏa điều này và chia sẻ với mọi người như một lời tâm sự, tham khảo, trong khi đưa ra những cái quyết định trong cuộc sống, như là một lời chia sẻ quý vị có thể biết cách xin keo thỉnh ý bề trên, thành bại tốt xấu. Thì ba lá đỏ chính là quẻ thành. Ba lá đỏ là quẻ thành, chúng ta khỏi bàn cãi rồi. Và thứ tự nha, lá thứ nhất đỏ, lá thứ hai đỏ, lá thứ ba cũng đỏ là quẻ thành. Nếu như lá thứ nhất đỏ, lá thứ hai đỏ, lá thứ ba đen thì như thế nào ạ? Đây là quẻ thất bại. Quẻ số này là một quẻ số rất là đặc biệt. Chúng ta cũng thành nhưng mà được khúc đầu, khúc giữa, khúc cuối bị người ta phản. Khúc cuối không có được như ước mơ, đi đến đích cuối cùng không trọn vẹn. Nên mình dịch nghĩa cái câu này, cắt nghĩa cho các bạn biết cái quẻ số này là không thành. Ba lá đỏ là thành chắc rồi, tốt đẹp, mỹ mãn, duyên huệ. Nếu mà quý vị không may, cái phước báu, cái trí huệ chúng ta bắt lên ba cái lá màu đen, vị trí thứ nhất, vị trí thứ hai và kể cả vị trí thứ ba đều là màu đen, thì chúng ta cũng đừng buồn, đừng thất vọng. Vì nếu như ân trên, những ánh sáng nhiệm màu đã cho chúng ta biết được cái rắc rối, cái chướng ngại, cái trắc trở, thì chắc chắn họ cũng sẽ có đưa đường dẫn lối
cho chúng ta cơ hội để thay đổi, để xoay chuyển, chuyển biến nó từ những cái rắc rối, những cái xấu chuyển thành những cái tốt. Và cái quan trọng là chúng ta phải biết tích cái uy đức, tạo cái phước báu, tu cái trí huệ để thay đổi và dịch chuyển cái vận số đang không tốt này. Khi mà hỏi về vấn đề gia đình, tình cảm, cơ duyên, sự nghiệp, gia đạo, bổn mạng mà bơ lên ba cái quẻ số đen quá, thì chúng ta nên biết tích uy đức, phước báu, trí huệ để thay đổi, xây chuyển, hứng những cái ánh sáng đẹp vui, lớp điện từ trường tốt để thay đổi nó, chuyển cái khí vận, may mắn sẽ đến với chúng ta. Bằng các cái phương thức thả cá phóng sanh, tích duyên, phước về thân mạng, tụng kinh chép chú, tích duyên phước về tâm thức, để chúng ta có được giao tiếp những ánh sáng đẹp vui, điện từ trường tốt. Đó là một trong những cách thức để chúng ta chuyển đổi những cái xấu trở thành những cái tốt đẹp hơn. Nếu như chúng ta bắt quẻ đầu tiên là đen, thứ hai là đỏ, thứ ba là đen, thì đây cũng là quẻ bại. Quẻ này thì chúng ta không có đi đích tới cùng. Ban đầu thì hứng khởi say mê, sau cũng bỏ ngang, không được trọn vẹn mỹ mãn. Nếu như lá đầu các bạn là đen, lá thứ hai là đỏ, lá thứ ba là đỏ, thì đây là quẻ thành. Quẻ này là quẻ thành nha quý vị. Lá đầu đen, lá thứ hai đỏ, lá cuối cùng là đỏ, thì đây là quẻ thành, quẻ thắng, được, tốt. Lá đầu là đen, lá thứ hai là đen, lá cuối cùng là đỏ, đây cũng là quẻ bại, quẻ không được thành. Quẻ bại không phải, không có phải là quẻ thắng. Nhưng có một quẻ số, một quẻ số rất là đặc biệt. Nếu như lá đầu của nó là đỏ, lá thứ hai là đen, lá cuối cùng lại là đen, đôi khi từng vị trí, từng quẻ bài nó lại là quẻ thắng. Tùy thuộc vào từng quẻ số, quẻ bài. Mình rất mong là những cái điều này sẽ là những cái lời tâm sự, những cái lời tham khảo lan tỏa đến với mọi người, như là một người bạn đồng hành bên cạnh của chúng ta, nhắc nhở chúng ta biết tu tập phước đức, phước báu, trí huệ, và như là một lời động viên chúng ta thỉnh ý quyền di để đưa ra những cái quyết định đúng đắn nhất trong cuộc sống của chúng ta, với những cái thay đổi, ngừng hay tiếp tục trong các cái vấn đề buôn bán, kinh doanh, cuộc sống, gia đình, gia đạo. Và quý vị nhớ giúp em là đây là một cái lời chia sẻ với mọi người trước những cái vấn đề khó khăn, khó quyết định, thì đóng góp cho mọi người một cái ý kiến, lời tham khảo. Và cái linh ứng của quẻ số còn tùy thuộc vào cái trí huệ, cái ẩn huệ và cái duyên cơ của cái người giải quẻ. Quan trọng là cái quẻ số chúng ta có hiểu hết được hay không. Đôi khi bản thân mình là một người được tu học, một người trong nghề, mình còn không hiểu hết được quẻ số. Nhưng mình tin rằng nếu như có duyên, đủ phước trí, chúng ta sẽ hiểu được quẻ số đó. Và cái quẻ số ấy có linh ứng hay không là tùy thuộc vào cái uy đức, cái phước báu và trí huệ của từng người. Và chúc quý vị có được những cái thành công, có được những cái câu trả lời mong muốn khi mà mình xin keo quẻ số 32 vị bài.